Tại cái giường chung tao nè. đi đặt để có đi xa, xung quanh đây coi coi thử coi còn gì nữa không, coi coi thử coi nó có bao nhiêu cái rồi coi nằm xuống. Rồi, lại nằm chung đi cho vui. Có lại nằm đi Rồi nằm luôn phải không? Ủa trời tối chưa nằm mày. được mà, dưới này luôn Rồi. luôn tối mà chứ trên này có sáng đâu. Rồi, ngủ trước không bóp giá đồng, bóp giá đồng đội nha. Một. Rồi tao Ừ ngủ đây. Ây thân. da. Ông quá trời heo, cái vụ gì vậy? Ông quá cái gì vậy? Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với series Minecraft sinh tồn này. Thì cặp này là cặp thứ 6. Thì trong cặp trước, mình và thằng Bami đã xây được cái gì mày? Cổng địa Cổng ngục, địa ngục cổng phải địa không? ngục đó. Mình Đấy, đang lắp cổng địa lại ngục nè. rồi. Ê, ê, đồ ăn nhiều quá. Cây cỏ lớn rồi kìa, đi thu Ở hoạch đây rồi đây, trồng mới đi cung. tao thu hoạch cho. Ok, rồi thì tại giờ là thằng Bami hôm trước là nó bị ăn hành khá là nhiều nên là giáp nó hư Hư luôn rồi, rồi. hư giáp luôn Bây giờ rồi. là mình sẽ đi làm cho nó một cái giáp và mình sẽ coi thử mình còn thiếu cái gì và mình sẽ làm trên luôn. Ê, đồ ăn Ok. hết rồi, mày có thịt không? Mày Ê, có thịt nhớ không? nhớ làm xong cái nào trồng cái đó nha, trồng cà rốt nữa nha cu. Biết rồi. Ok, bây giờ là đi vô làm cái giáp thôi, để coi cái này nó có cái gì đây. Wow, nhiều cây quá, cây có nhiều quá. Đây không có gì hết hả? Này ăn Có ngập gì mặt luôn á. giáp động đâu à, sắt đây Có đủ không? Có đủ à, không? có vẻ như bây giờ khá là thốn đây. Bây giờ mà làm hết một cái bộ giáp cho thằng Vami là thốn rồi đó. Sắt nhiều mày. Sắt chưa đủ một sắt nữa lấy gì mà nhiều. Thì gần đủ. Ai biểu xuống không lấy chi. Ê à, cái quần rồi à, cái bao cây với cái giày phải không ta? À, cái giày chứ lộn. Cái giày với lại cái nón, cái quần, cái áo. Cái Có quần. cái quần xì, làm ta có quần xì Ok. luôn đi. Hả? Có cái quần xì, làm ta có quần xì luôn. Quần xì bảy màu. Không, quần xì của siêu nhân á. Vãi. Quần xì màu đỏ mới ghê chứ. Màu đỏ. Chứ sao? À, để coi bây giờ mình còn thiếu cái kiếm nè, cái kiếm mình làm thêm cái kiếm đi, làm cho nó luôn cái kiếm nữa. Làm kiếm kim cương á. Kiếm kim cương đâu ra mà kiếm kim cương để dành đi, từ từ làm. Đó, trong đó có hai mấy cục kim cương, làm hai cục cho hai thằng đó. Cái xô nó mất tiêu rồi, đây Không thôi có đó làm được. thành. Ok, đây, 1 2. Đấy, xong, được cái kiếm. À mà làm thêm cái cúp cho mình nữa. Ở dưới đó toàn đá không mà bắt buộc phải có cúp nữa. Có cúp đào cho nó sướng. Ồ, bây giờ mới nhớ là ở dưới đó có complex. Complex thì khá là thốn đây. Complex mà đã đánh là cũng hơi phê đấy. Gì đâu, không đánh thì chết thôi. Á ơi, Cái quái con đuối đó à. hình như ta nhớ, hình như cái mặt nó nhìn hãm lắm đúng không? Đâu rồi nè, hao mau mau con lửa đó. Ủa mày đâu vậy? Tự ta đang múc nước. Nè, phải muốn nước gì vậy? Ấy da, ủa, không được rồi, bỏ cái đuốc ở đây nó sai sai rồi. Ủa, nước gì Bởi vậy? lần mà làm cái gì là nó toàn ấy không? Làm ơi Cái sao nó cạn nước rồi. Bởi Ê mày tính có quại không? Có đâu, nãy ta đứng mà ta khát nước quá, ta lỡ ta uống rồi. Ôi mình không biết làm, mình không biết nó làm gì mà mất luôn cái hộp cái nước cái nước này cho đó luôn, lầy Đó thật rồi, chứ. chồng rồi đó. Hồi nãy ta nhấp chuột phải vô ta chồng mà ta không biết sao, cái tay trái ta cầm cái đèn cầy á, ta bấm một cái nó cắm cái đèn cầy xuống, nó mất nước luôn. Đủ. Ok, bây giờ mình sẽ làm thêm một cái này. Đó. Ủa đâu rồi nè, kiếm kiếm nè. Cậu quăng ở đây, quăng hết vào đây. Đâu rồi? Nè. Đó, đồ đó mặc vô đi. Rồi. Giờ là mình sẽ cần làm thêm này Rồi, để coi sau thật. đây Đó. mình sẽ gắn kiếm vô À. Iron Wood. Có được một cái thôi à, lầy vậy. Đây. Ở trên dưới gì? Giày. Cái. Đó, mang đi giày vô nhìn giống như À, hình như đeo cái thúng vô vậy đó. Nó. Đây, Quần. đó, đúng Đấy, rồi. cái Giờ là quần. mình Đây, cái cái này nón khà nè. khà. Ok. Gì vậy? Mày cười cái đếch gì? Tao mặc đồ tao thấy tao đẹp trai quá tao cười. Ừ. Mày. Tao tỉnh mà. Ê, chẳng Ở dạng như rồi đây. nè. Chẳng dạng rồi, chuẩn bị đi ngủ kìa. Chưa Đâu đây? còn sáng, còn sáng, còn sáng. Sáng mà, mới có mấy giờ? 8 giờ chứ nhiêu. Bây giờ là 8 giờ. Đã đến giờ của buổi À, tiệc buổi sao? tan. À, à, đây. Đó. Hôm nay chúng tôi có những tin tức gửi đến các bạn. Rồi chuẩn bị xong hết chứ. Ủa mày đâu rồi? Rồi tao đây, tao đây. Tao sẽ có mặt Máu trong vòng 2 nút à, nhẹ. mày đi Tập ra chưa, ngoài luôn tập rồi. chưa, tao đây.
Ấy còn củ cải kìa, sao mày không lấy củ cà rốt kìa? Có không? Đợi xíu, đợi xíu. Chắc cho tao muộn vàng quá vậy á. À đù. Lúa nè, bỏ vô. Ủa mày đâu ăn lúa rồi đâu phải không? À mày là người mà tao quên. Đỡ cái tao. Quá trời 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 có, trời có rồi, nhưng mà thôi kệ, còn thời gian để mà mình tu. Ủa đi xuống, đi xuống dưới địa ngục thì tối sáng gì chảy như nhau mà sáng với tối. Ờ thì có kit. Cái thành phố giờ hơi. Rồi vậy, vô nè, tốc độ nè. Ủa nè. Gì? Tao lấy rồi, tao ra coi chồng luôn rồi. Đợi tới mày ra coi chồng xong đâu, rồi. Tao nghe mày xuống đây nè ba, chứ đâu nghe mày chồng đâu. Rồi tao đập rồi đó. Ủa nó dễ sợ luôn trời. Chứ sao mày? Mày xuống trước mày tham khảo đi rồi coi xuống sau. Ồ bại. Đừng chơi đóng cửa lại luôn á cha nội. Cha hay quên đúng không? Ê, wow. Ok. Thôi bây giờ bắt sẽ đi xuống dưới đó thôi. Ê, từ mày xuống rồi hả? Tao xuống rồi. Á đù, nhanh vãi. Trời má hết hồn. Có là tao hết hồn cho mày bất ngờ mà. Đù, bất ngờ. Mày rảnh quá. Ê, có cái đá chắc chắn nè cu. Ê, ở dưới này có cái đá chắc chắn gì nè. Ê, coi. Thạch anh á. Đây, này, lại đây, coi cho mày cái này nè, cu. Sao vậy, cái gì? Gì để dành nha, chút nữa có gì giữ lại để lưu nè. Để lưu ghi điểm dưới này nè, đó. Có nữa hả? Ủa, nãy gì, cái giường hả? Giường á. Má, cái giường lưu điểm dưới đây á, ba. Ném xuống này không, mày ngủ thấy, quá cha nội. Thấy, ở trên kia, ngủ là mày ở trên kia là mày ngủ xong là nó sẽ lưu lại đó. Ủa, có luôn hả? Hỏi thằng cái gì chút nữa rồi tao kêu đi ngủ rồi mày tháo ra mày đi ngủ rồi. Ê, có gì đào thạch anh nha, đào thạch anh để về xây nhà cho nó đẹp. Thạch rồi. Anh xây nhà đẹp lắm. Đẹp mà chắc không ba? Ui. Gì? Ô. Mấy con này con gì mày, nó có cắn không vậy? Ê, zombie Pitman con nè. Dễ thương vãi. Ôi. Ủa, nó chạy nhanh dễ. Tao thấy chân cái chân của con lao đài được kìa. Ở đâu? Nè. Mấy cây cột á. Ủa vãi, 1 2, tao mới thấy có hai cái chân rồi. À ba cái nè. Ủa cái chân nằm bằng nham thạch. Cái lucky block luôn kìa. Ui được. Ở đâu? À bên kia hả? Cái cục vàng vàng đúng không? Ôi. Cái vàng. Wow. Trời ơi, ủa mà đâu có đường xuống đâu cu. Cái chân, ôi cái chân trụ quá trời luôn. Ôi không thể nào ngờ được là mình spawn ngay chỗ này luôn. Kinh thật. Cái gì? Ê, tính cái ra nhà này. Mình tính ra nhà mình là hàng xóm thì là cái lâu đài luôn á ba. Ôi, ê đào đá đi. Đào đá đi. Có bắt cầu ở bên kia. Rồi, okay, rồi bây giờ đào đá cho. Đào vài cái đá. Ủa đá này đá gì đây? À, netherrack nè. Netherrack này để làm cái lò sưởi là hết bài luôn. Đá này hả? Đốt vô phát là lửa không bao giờ tắt. Rồi. Có gì chút nữa lấy về 2-3 cái ta làm lò sưởi cho coi. Cục đá màu đỏ này nè phải không? Lấy nhiều nha, lấy hai ba stack gì luôn. Wow, bây giờ có vẻ như mình đã khai thác đá có được cho phép của mấy anh kia không? Mà tao đứng tao đào mà mấy ổng nhìn tao dữ rồi mày. Hồi nó càm đào mày nãy giờ, nó chưa đánh mày là mày vậy đó. Mày thử mày đụng một thằng kia, đám nó bụng vô nó quýnh mày không ghê thôi. Mọi người mình thằng kia nó bắt mình đào nha mọi người, chứ mình không có đào nha. Mình không có ý mình đào cái gì kiếm kia nha, đừng kiếm mình nha. Ô phải. Mình vô tội. Thanh niên nó chỉ chứ zombie heo luôn mới lầy chứ. Sao mày zombie mấy người? Ai, đâu có mày đâu rồi. Rồi hư luôn mẹ cái cuốc rồi. Phải cuốc mày cuốc gì mà hư rồi? Cuốc đá mà nó còn có một phần mấy năng lượng nữa. Á đồ, hàng gì nó không. À cuốc sắt, lộn cuốc sắt. Ê sao dưới này có gà kỳ vậy? Ôi mày mới bắt con gà ra hả? Có đâu. Gà đó tại hồi bữa tao mày giết nó ăn thịt á, nó bị bắt xuống đây á. Ồ dưới đây có gà luôn mới lầy chứ, lần đầu tiên mày mới biết. Mày ăn thịt tao mới cho tao xuống đây tao đầu thai chứ mày, ủa mất cười. Mà được, ở đây có đường hầm nữa nè. Mà cuối cùng xuống đây nó gặp, nó đụng lava nó chết nữa rồi. Không phải. Nó nhỏ vậy, nó không cho tao chuyển sinh luôn chứ. Ở trong đây có cái hang nè cô. Đâu? Trong đây có cái hang, không biết cái hang gì. Mất chân của nó nè, với lại cái chỗ kia là cái đèn. Thì phải cái đèn đó hình như mình có thể lấy nó về để mà mình làm thành cái cục đá đèn ở nhà. Có thể đá là đèn vậy. Đá đèn là gì mày? Thì cái cục block có thể phát sáng được á. Làm cái trần nhà bằng đá đèn á. Vậy cái đó lúc đó nhà mày chói chang luôn á. Lúc đó nhà mày chói chang luôn, mày nghỉ chơi luôn á. Nhà mình sáng nhất đêm luôn. Ok, nhưng bạn sao? Hết hồn, hên quá, không bị gì hết. Gì mà cứ la làng. Xuống đây nè cu. Xuống. Rồi, ta đủ 2 lóc rồi cu. À là trời, nó đào đúng 2 lóc thiệt luôn hả? Lại thật. Ôi vãi, nó làm xong rồi, cái thằng kháng nộn. Má
má, vậy mà kêu tao đào đúng nhiệt tình luôn, đã đợi anh đào xong rồi. Bên này thì hình như mình thấy có vài nhân, nên là bên này chắc là cái chỗ phần cục của nó nè, nên là chắc mình không đào ở đây đâu, mình sẽ đi qua bên kia thôi. Ó, bên kia luôn. Là... cái con này tên là gì? Tên là gì? Zombie Big Man hả? Big Man là Zombie Heo hả? Nói rõ ra là Zombie Heo ấy. Hey, hello, hello Zombie Heo. Cái nhìn đâu kìa, nó nhìn đâu kìa. Khá là đẹp nè. Lấy về. Để nó đập cho, để nó đập cho. Mày đập hay cá đập? Đâu, cái nào đâu. Lóc nè. Để nó đập. Ê, coi chừng đập chung cái con Zombie Big Man nha, mệt. Rồi, đập đi. Ôi, cứ rương, đợi xíu. Wow. Quá trời luôn. Trời, có đĩa mở nhạc nè, có táo dai nữa nè. Ô vãi. Ôi sao nó không có yên ngựa cho tao nhờ trời. Thiệt tình chứ. Ôi, rồi. Bữa tao cho mày rồi, mày đổi gì nữa. Áo cái yên ngựa cho mày, cái giác ngựa. À cái yên hả? Ê, lấy đá này được không ta? Lấy đá này thử xem. Ê, đập đá này về làm lô cốt xung quanh nhà nè. Cho mấy con chim bi nó khỏi vô. Đâu? Lô cốt hả? À, mấy cục này nè. Rồi. Mà không biết có lấy được. Ủa sao mày đứng dưới nằm thạch vậy? Lấy được nè, mắc ma block nè, nhâm thạch cái cục mắc ma lấy được nè. Yeah. Đâu. Lấy đi về rồi đào lô cốt rồi đặt ra xung quanh nè. Đó mà lấy lục. Ờ tôi mới kẹp mày đào thành đánh được. Đâu cho tao ngó cái hình dạng nè, sao đâu? Nè. À cục đó đó hả? Cái gì vậy? Con gát. Ui con gát kìa. Núp xuống đây. Cái gì? Bẹ. Đi lộn rồi. Đi lên. Ê, mất máu, đi lên hả? Tao núp. Mất máu rồi kìa, từ từ. Mất con cục đấy mấy. Ham dễ sợ luôn ấy. Chứ sao mày, tao núp trong hốc đâu thấy tao đâu, mày đứng trên nó mới thấy mày á. Còn nó đâu rồi? Ồ, hơn quá, nó bỏ đây kìa. Ok. Rồi, nó đi rồi phải không? Ừ, đi. Nó đâu rồi. Kìa, đi lên đây nè. Rồi. Ê, Zombie con dễ thương mà nó chạy đúng nhanh luôn á. Sao tao khoái Zombie con rồi đó. Ủa, cái lâu đài đâu mày? Ê, cái hình dáng lâu đài tao nhìn tao không biết quá. Đây nè, tao với mày đi bên kia đi cho. Đi, tại vì còn bên đường bên kia để đi nữa chứ không phải đi bên này không đâu. Trời. Ê, làm sao lên được cái lâu đài mày? Trong lâu đài nó có yêu quái không? À, có mấy con Black cực kỳ mạnh luôn. Con Black ơi. À, cái gì coi? Bằng snow, bằng tuyết á, nhưng mà hiện tại giờ tuyết tao, nhưng mà chưa tìm ra nữa, lấy gì mà có. Chưa tới mùa đông, lấy gì có tuyết mày. Đây làm gì có mùa đông, khu tao mày ở làm gì có mùa đông. Nó kỳ vậy, tao nhớ là có cái khu nào có mùa đông mà ta. Để mình lưu cái chỗ này lại. Đeo nè. Không biết dưới này nó có không ta. Có, ừ có, hay quá, có chỗ lưu đây. Đâu, chỗ lưu đâu. Bây giờ làm sao để mà đi qua bên kia đi ta. Chỗ lưu là gì mày? Đó, nói chung là của mình có thấy à, hơi khó giải thích một tí. Mày gạt bóng. Để coi không? đi qua kia. À đây nè, đi lên đây nè. Đâu? Có đi được không? Ta đặt đá cho đi nè. À, hiện tại bây giờ nè, lên đây nè. Lấy đá. Giùm bi nhiều quá. Nè, lấy đá. Đá làm theo ra nè, cu. À. Coi chừng đụng đầu nha. Làm kế bên tao á, coi chừng đụng đầu. Ok, lên được rồi nè. Yeah, hay quá, lên được rồi. Ba nghe tiếng ai khóc rồi ba. Ui, cái gì vậy? Ủa hồn. Gắt nữa. Sao nghe cái mà vậy? Rồi, con okay. Này còn rơm đi. Anh giống như ai ăn hết đời của nó, sao nó ngọn rơm. Ê, có cái nấm. Đó, chặt cái nấm về. Bác chồng mà. cái nấm này đúng chất của Mario luôn á. Ê, Thạch Anh. Ok, chắc là đi bên này nè, cô, đi bên này nè. Cái gì? Cắm thêm cái đuốc cho nó sáng thôi, chứ thực chất ra trong này là có thui rồi, nên là nó muốn spawn chỗ nào nó spawn. Mục đích cắm. Mày có mang nhiều đuốc theo không? Còn mang có hăm mấy cây lục, có chích ra đường cục, à đây, bên này chứ. Qua đây nè. Mẹ trời này quá trời luôn. Ủa mày đâu vậy? Tao đang lên đây. Ui, ở đây nắm quá trời luôn, lát về chọc nắm ăn. Ấy. Nắm ăn ngon lắm ba, nấu rồi nè ngon lắm. Được súp nắm mà. Ừ. Ủa que ar vú. Que ar vú kia. Leo lên trên cao nè, tao đang ở trên cao nè. Tao đang leo lên đây. Ủa mày đâu rồi? Cao. Cao đâu? Cao ơi là cao. À, ủa
hướng nào. Ê, đi lộn hướng. Ủa mày đi đâu vậy? Đi đâu ra chỗ đó vậy? Mày nghe tao lên cao. Quay lại. Rồi, quay lại. Cái chỗ mà tao thôi mày cơi bê cái tao đi cho đỡ mất thời gian. Ơi mấy cục đá trên trần vàng vàng nãy gì mày? Đó lấy về đi. Lấy khoan từ từ cái đó lấy. Hello. Đi, hình như bên này nè. Hello zombie. Ui, có chân lửa. Úi hồn. Ủa, thanh đi sờ lửa. Đó, mình thấy nó kìa. Đâu, nhưng mà đi đâu? Hướng nào quá. Thấy cái gì? Mình leo hơi đuối. Ok, đi chỉ cần đi xuống dưới đó nữa là được rồi. Mày thấy cái gì á cô? Nè, đó, một. Au. Chạy. Té. Ủa, mày té đâu rồi? Dưới đây nè. Ủa, vãi. Té đâu xuống cái đó hay vậy? Ok, để mình cắm đuốc rồi mình đi xuống từ chứ mình không có... Miếng gà đó, ăn miếng thịt đó, nó đổ không... quá. Hàng chà máu nó lên. Chết cha rồi, không có đường đi xuống rồi, cô ơi, hết đường đi xuống rồi. Mày vu vơ, mày té xuống giống tao nãy là mày xuống tới đây à. Chà hư cuốn luôn mới ghê chứ. Vãi. Ok, rồi, cậu xuống được rồi. Hên quá không bị gì hết. Hay ho. Ủa đây có đá nữa nè. Thì đá, xung quanh đây toàn đá này đờ không à, nhiều lắm. Trời ơi. Ê, đập thạch anh, đập thạch anh đi. Wow, cuối cùng mình cũng đã tới được cái đoạn đường cái chơi này. Ở dưới đây có đá vàng nè cô. Đâu? Ở đây nè, ngay đây nè. Ừ, lấy đi, cần lấy đi, đào thạch anh đi. Từ. Nó mất á. Trời, để ta đào mấy cái này đó. Ôi vàng ông nội ơi. Đâu, đá phát sáng á. Rồi đi nè, cái đó đi sau cũng được, cái đó dưới kia nhiều lắm, đi lên đây thám hiểm cái này nè, nhanh. Rồi, để chạy lên. Cái này thì có khi nào mà cao mày xuống lấy cho được. Rồi. Đói rồi. Cái đá. Lấy vàng phải lụm tiền chứ. Cái đó không có vàng. Chứ không lập tặng cái lấy, đá phát sáng, phát sáng. Ok, bây giờ là đi lên thôi. Nhưng mà bây giờ được. Ủa, cái này cái gì hả? Cái này cái lâu đài hả? Cái thành trì đấy hả? Có được vô không? Nói dưới Nether nó sẽ có một cái này. Không ngờ cao với mày spawn ra ngay chỗ này luôn, ghê thật. Vãi. Ủa sao dưới đây đâu có ai ở đâu? Ủa này giống như cái gì ta? Từ xuống đây. Ôi, ở bởi cái lâu đài kìa, có bởi cái lâu đài bự lắm kìa. Ở đâu? Mày đâu rồi? Lấy giường ra nằm xuống nhanh. Đâu mày đang ở đâu? Cái nè. Chết cha đi, sau lưng. Ở đó. Thấy rồi. Lấy giường ra nằm đi, để có đi xung quanh. Điểm à. Ừ. Lại, ủa mày đâu rồi? Lại đặt giường chung tao nè. Mày đâu? Lại nằm ngủ chung nè. Ủa mày đâu rồi? Tao đây. Tao đây, bên đây nè. Đi đâu rồi ông nội? Rồi. Cái giường chung tao nè. Để có đi sao xung quanh đây coi thử coi còn gì nữa không? Coi thử coi nó có bao nhiêu cái rồi coi nằm xuống. Rồi, lại nằm chung đi cho vui. Rồi nằm đi. Rồi nằm luôn không? Ủa trời tối chưa nằm mày? Được mà, dưới này luôn luôn tối mà. Trên này có sáng đâu. Rồi, cũng chứ không bóc giá ông nội nha. Một. Ừ. Ngủ đây. Ây da. What the hell, cái vụ gì vậy? Ủa quá cái gì vậy? Nó làm cho một phát nổ banh chành cho nó. Trời quá. Cái kia phạm chôn. Chặt quyết thắng. Bye bye. Má một nước. Ok, bây giờ làm cho mình. Trời kìa một nước. Ai có một bạn thiệt tình chứ, có một bạn đúng mất dạy luôn. Con làm sửa chứ. Tình. Tờ lam mắt ma. Cắt mày lấy đâu hết rồi ngu. Quay. No. Lấy đá làm đỡ đi. Cứu. Tao mày ơi cứu. Mày chết rồi đây chứ cứu chị. Ok. Mày lên chưa? Từ mày. Đang làm cuốc mày. Ủa cuốc mày bị hư. À cuốc hư rồi hả? Ê, sắc ta mang bên người rồi mày làm đỡ cuốc đá đi. Ủa vậy á, đi nó cũng mang theo chứ. Á, sợ lấy củ nó hay gì á, thiệt á thằng. Rồi đợi xíu nha, chim mén tao xuống đây. Á, chôn mất dạy nha. Riết là không nói rồi chôn mất dạy nha. Rủ đi ngủ đồ. Rủ đi ngủ đồ, tưởng tốt lành lắm. Hãy nằm vô được không?
Ê, nó nghe nè, nó nghe nè, nó nghe nè. Gì vậy? Mày hả bưởi? Mày hả lé? Có rương nè. Quăng cái gì mà đá không? Ơi cái con gì vậy? Con gì bye bye kìa. Nó còn lửa đó. Nó hiền không? Nó không hiền đâu. Ê, ơi, nó bắn kìa. Ơi, hello. How are you? Mày nó đi. Rồi, đào đào. Mày đâu rồi, mày đâu rồi, thúi. Đứng đây, đang ăn đây, vô đây có vẻ hào. Hào. Ây dạ, ủa sao nó quýnh tao? Ê, cái nó tịnh. Quýnh mày mà. Cái nó tịnh. Mày hả bưởi, mày hả, ây dạ, chết ngắt luôn. Ủa dạ, cái gì? Ê, sao con nó trời. Cái nó tịnh nó mạnh chứ hả, cái nó tịnh đen. Ừ đúng rồi, thì nó mạnh lắm, chứ cái đầu nó. Nó... ở trong phần con lửa trong đó là cực kỳ phê. Múc giùm tao xô nước luôn đi. Xong nó nội tao đi rồi. Ủa, nhanh vậy. Ok, KB cái cao đi, KB cái cao đi. Hiện tại giờ trong mày khá là tối nè. Rồi, đây tao đây. Không, mình đã tới được bên trong cái tòa lâu đài của nó rồi nè. Mày đi, mày đào đường hầm ở dưới tòa lâu đài ấy hả? Không, đâu có đào đâu. Chứ đây ở đâu à? Ở trong lâu đài có sẵn đó hả? À. Đào thật anh đi. Ờ, có vẻ như chỗ này là chỗ cục rồi, đi ra lại. Mày đào thật anh xong mày đi ra lại nha. Nha, vãi thiệt chứ. Lâu đài thay chỗ này làm gì trời, phát hiểm hay gì vậy? Thì giống như chỗ của Diêm Dương ở chẳng hạn. Vãi, đi coi lát mày gặp ổng không? Gặp ổng mày đi sớm luôn á. Có đâu, gặp ổng không, ổng bắt mày lại luôn, bắt mày lại, tao đi lên. Nè, tao chiếm căn nhà. Thôi, vậy là thằng Mami nó có mục đích âm mưu từ trước rồi. Chứ không phải mày. Nó làm xin bóng. Where are you now? Ủa, sao mày chết rồi? À, dính lửa hả? Ồ, nó quýnh lộn với hai con lửa luôn. Tao đang chạy, tao đang chạy. Giết nó đi, đừng cho má nó hay. Chạy. Rồi, hết máu rồi. Mày hả bưởi? Chưa kịp ăn. Mày hả bưởi, ok, chết đó rồi. Ôi, ơi, bậy rồi. Lửa không gì vậy? Ôi, ở đâu nó spawn nó nhiều vậy? Tao giết nó rồi mà. Ê, mày đập, mày lấy cái cúp ra mày đập cái lồng spawn của nó đi. À dạ. Mày lấy cái cúp ra mày đập cái lồng spawn của nó. Đang đập đây. Ok, hay quá, có một cái lô nước ở đây mà nó biết. Mày mày xuống dưới có được nữa. Cái cúp đập được. Đừng lấy kiếm sắt, lấy cúp á. Rồi, lấy cúp đập mà đập mấy cây xung quanh rồi, còn cái thùng nó đập như được. Vãi. Đánh tao như con luôn ông nội. Ta này. Ây da, chết ngắt luôn rồi. Đâu, bỏng, bắt tao đi lại nữa. Tao đánh mạnh quá. Ok, trời, hiện tại bây giờ là mình giáp. Nói chung là mình đã vô được tới bên trong. Mình cũng đã biết được cái khúc này luôn rồi. Quá the hell. Đợi tao. Ê, quay về đi. Nhà đi coi xây cho cái lò sưởi nè. Ủa, về luôn hả? Xong xuống dưới đó cho nó quýnh tiếp. Tao đi, nói chung là thám hiểm sau đi. Nói chung là cả mày biết được cái này rồi. Ok. Ok, bây giờ xây lò sưởi. Mày muốn xây lò sưởi đâu? Cái gì lò sưởi đâu? Chắc xây lò sưởi đây ha. Trong nhà hả? Ừ. Lò sưởi xây gần cái giường này. Ủa, không, ngay gần cái ghế nè. Mấy cái ghế sofa nè. Ừ, lâu mà hay ngồi mày ăn cơm đây nè. Đây, mày lấy giùm tao mấy cái gì cả hết đá rồi. Đá đúng không? Ừ, đá. Ôi trời, lộn vào đường thôi. Đây nè, mày... đây nè. Ông đá nhiều không? Cái Cooper Stone á. Nè, Cooper Stone nè. Lụm đi, ây da. Tao lỡ tao lụm lại rồi. Đó. Ok. Ủa nhiều không vậy? Hay ít? Còn nhiều đó chứ mấy. Nè hả? Đây chứ còn sỏi không à. Vậy mày đi đào thêm, đi đào thêm đi cung. Đá không? Đá. Cái chỗ này để đây thấy nó kỳ cục quá. Chắc mình sẽ cầm nó quăng đi chỗ khác luôn đi. Cái nào kỳ cục? Cái bàn ráp trên table á. Thằng thứ kia nó nghĩ sao nó đắp đuốc nguyên khu rồi luôn. Hey, đắp. hello bò. Nó đỡ bị con ngựa vàng của kia kìa. Ủa nó đi đâu ra cái đó ghê vậy? Á, có con ngựa mất dạy của tao luôn, tao cho nó ăn ngập mặt rồi nó không cho tao gì á. Ok, đây, đó, bây giờ là mình sẽ xây lên. Đây. Ui, lộ mày. Ờ, gãy luôn rồi, gãy cuốc luôn rồi. Ồ, ghê à, gãy cuốc luôn rồi hả? Ừ.
Mày có làm mày có làm cuốc dự phòng chưa? Có sao không mày? Đội tao mà vẫn hoài mà không chạy về lại hả? Ừ, ghê vậy. Sao? Ra vậy mang về đi, lấy về đi. Ok. Ôi trời, kim cương. Gì đâu ra mà kim cương? Ừ, tao nói cho vui vậy mà. Cái thằng thứ gì ấy? lên. Cái này hình như là mình phải lắp nó lại nè. Ủa, cục đá đâu hết rồi? À đây. Tao về đây, tao sẽ có mặt ở nhà trong vòng 2 nút nhạc. Ok, về đi rồi tính. Đấy, ủa, đâu rồi? Mày làm gì ở nhà vậy? Đưa đây, đưa tao cục đá đây. Sao mày đập nhà vậy? Đưa tao cục đá đây. Rồi, lụm vô, lụm ngập mặt đi. Rồi, ok. Rồi, à mày làm cái cửa sau hả? Cửa sau, tao đang làm cái lò sưởi hả? Ừ. Ừ, đẹp mày. Có ống khói nữa mà, lò sưởi có ống khói mà. Đây, nhà phải hiện đại chứ. Không phải hiện đại. Hiện đại là phải hại điện. Cái này đâu có hại điện đâu ba, cái này khói xài lửa đâu ba. Lộn, cái này là hại trái đất, lộn. Để tao phân tích cho nghe nha. Xin chào các bạn, đây là một căn nhà gỗ và anh Kia của mình đã thiết kế một cái lò khói đi lên. Và cái nguy cơ cháy nhà rất là cao. Đúng rồi, nhà toàn nhà gỗ không à, cháy nhà rất là cao. Nghĩ sao nhà gỗ chơi. Lửa xung quanh đồ. Ủa, mày còn giữ cái kia không? Cái kia, có còn giữ cái đó đó. Chà rồi, cái này bây giờ làm sao mà ow. Ủa, gấp khó hình chữ nhật đó mày. Ừ thì có chỉ làm được cái hình chữ nhật thôi, nên làm hình chữ nhật đủ rồi. Ta chưa có hình dung ra được cái lò sưởi nó sao nữa mà. Nhà là sưởi. Ok, đó bây giờ lắp lên chỗ này kìa. Đó, ok. Hơi xấu một tí nhưng mà thôi kệ, nó xài tạm đi. Từ từ là mình fix xong. Này không phải xấu đâu, mày nói sai rồi. Quá xấu. Ây da, chỗ má đâu ra vậy ông nội? Thôi mày đi vô nhà đi mày ơi, trời ơi, tao thấy Creeper xung quanh nhà luôn á. Vô. Trời ơi, dù Creeper đứng sau lưng hồi nãy ông biết luôn. Trời ơi, qua không có chào gì hết trơn á. Còn Creeper nết. Tới mà không chào, đứng lò sau lưng đập cái đùng. Vô nhà đi. Để tao xây cái này cao lên tí. Quái, Creeper đâu. Ok, đó, được cái ống khói ngay xung quanh. Có vẻ thấp quá không ta? Mình có cần làm cao lên nữa không? Nhưng mà giờ nhảy lên hết nổi rồi, thôi khỏi đi. Khỏi đi, thấp được rồi, mốt xây lại nhà, biệt thự khác. Mà thấy tao xây cái hồ bơi là thấy có lợi không? Vô. Cái gì vậy? Một thằng đóng. Thằng cái thiệt tình. Ê, mày có hộp quen đó không? Có. Rồi, mày xong rồi hả? Ê, nhưng mà khoan. Gỗ. Ta thấy ở đây còn mấy miếng gỗ. Để xíu rồi. Để coi lắp luôn cho chắc. À, mấy em siêu cháy nhà không? Mắc công cháy nhà khổ lắm. Trên đây cũng còn luôn nè, quá trời luôn nè. Đó, xung quanh đây nè, bên trái nè. Bên trái nữa. Đâu, đợi xíu. Ok, bên này từ bên này coi chưa có thấy. Rồi, coi thấy rồi. Rồi, thấy chưa? Rồi, đập luôn đi. Ok, đây, coi đang đập đây, đợi xíu. Đó, mấy khúc này là xây nó lại thành đá hết cho nó chắc ăn. Ok, rồi né ngang bên. Để chế đập đi cu. Hả? Bật lửa rồi. Đi cho nó sáng nha. Đó. Rồi ok. Đấy. Ê, lắp cái gì lạ chứ, để đó nó khói nó bay một. Bên đây là một cái. Từ từ để xíu để đi coi thử còn gì. À có đầy đủ luôn. Lúc nào cũng có. Đó, hay quá, chắc là trong nó vô nè. Cái này là cháy rồi, phải nói là cháy 24/24 luôn. 7 mới đúng chứ. Đây, rồi, mình gắn xong cái kiến rồi. Đấy, có cái kiến này vô là để... Úi, nhện. Ở đâu, nhện đâu? Ở đâu vô được đâu lo, quên. Thổ đứng rồi, hay quá, bây giờ cuối cùng nhà mình cũng có cái lò sưởi cho mùa đông rồi. Ê, mày bây giờ mình sẽ đi lên trên mình ngủ. Ê, đi ngủ cô, đi ngủ. Con nhện nó nhảy cô ở ngoài kìa. Đi ngủ đi. Rồi, ok, thì mình sẽ dừng tập này tại đây thôi. Thì tập này mình và Vami đã tìm được, nói chung là cũng khá là may mắn. Không phải một đống đồ, mà nói chung là đã tìm được một cái tòa lâu đài ở dưới địa ngục. Chôn được thằng Vami. Quả chôn.
hàng mất giải. Nhắc hoài luôn. Đó, nhắc biết. Ok đi mà dừng clip đi cô. Ok thì mình với Kia sẽ dừng video tại đây. Thì bạn nào thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe cái channel của mình với Kia để nhận nhiều video ngày. Chào mọi người. Bye bye mọi người. Is it fine?